Rồi chào các bạn luôn nha. Hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn cảnh pha xuất Khánh Hòa về cửa cảng các bạn. Về cũng về Phú Quý Một các bạn. Ghe đang nhảy sóng giữa cảng ghê không bạn ạ? Tăng tốc ghê không bạn? Tăng tốc rất là quy lực của các bạn ơi. Số hiệu là Khánh Hòa 021 Tết các bạn. Số gánh quá đẹp luôn. Mặt ghe đang chạy rất là đẹp không? Nghe mở sáng láng kìa, không quá tuyệt vời các bạn, xịn sò đủ 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 ken chưa các bạn, hào kiệt các bạn ơi, không phải Phú Quý đâu, ghe này hào kiệt, pha súc anh hào và kiệt về cửa cảng các bạn. Thì mình cũng chúc cho anh em luôn luôn sức khỏe dồi dào nha, về để đánh bắt chuyến nào là trúng đậm cái cơm chuyến đó. Đó các bạn theo cái dàn đèn pha không, nó dàn đèn ca đèn led các bạn, hai đại ca đang ngồi bấm điện thoại bạn thấy không? Khi mà hai đại ca có xem được clip vô ủng hộ mình tặng mình một súp luôn nha. Cho cái mạng kích điện ở trên tút trên cabin các bạn. Mình cũng cho chúc anh em luôn luôn sức khỏe tràn đầy luôn. Đó, các bạn thấy nghe về tút trong cửa cảng các bạn ơi. Thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ cơ mình tặng quý luôn suốt thời gian qua luôn nha. Thì những gì cơ bên thận dấu yêu còn thiếu sót thì cũng nhờ tất cả mọi người góp ý cho mình để cho mình có động lực ra những clip mới luôn nha. Em chạy tốc độ rất là khiếp các bạn. Sau những giờ đánh bắt ngoài khơi anh cũng đã về tới cảng rồi bạn, cân cá các bạn ơi. Đó, đặc biệt là cá cơm à. Nói chung hoạt động rất là mạnh luôn. Thì những cái vùng khác thì khan hiếm các cơn các bạn, nhưng mà dùng đây đến bắt ở côn đảo rồi về đi cũng rất là nhiều đó các bạn ơi. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn nha, ghe đánh bắt nói chung là cũng xa lắm bạn, anh em cũng là ghe bên kia cũng đang giặt lưới các bạn không, không đang giặt lưới này sang cá theo xuồng giặt lưới các bạn, có cái lưới không cái cần các bạn thấy không, nó thì y xì nó ra đánh bắt rồi anh cũng cần như thế các bạn, chỉ bật đèn thôi là lụm lúa thôi, đợi cá vô bảy lên thôi lụm. Nào chiếc pha súc của Khánh Hòa cũng đang bốc đầu về cửa cảng này các bạn, ghê không, chạy tốc độ khanh 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 về cái cảng cất 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 đầu bạn thấy ghê không, chạy rất là giữ quy lực các bạn ơi, đúng là quy lực của máy dân mai các bạn, chạy rất là ác về cửa cảng luôn. Là chiếc ghe gặp ốc hương của Bình Thuận cũng về cũng tăng tốc về cửa cảng này các bạn ơi, nói chung ghe vô hình quay các bạn, ghe xem xe ghe đó luôn các bạn ơi, các bạn cùng đón xem nha, cho mình quay qua nên kiếm kiềng miếng các bạn để cho anh em mình xem cho nó không có nhàm chán. Số hiệu bờ Bình Thuận 9975 2TX các bạn. Chạy ghê không, lắc lư quá chừng các bạn, những con sóng nhấp nhô sáng này cũng rất tương đối lớn các bạn, thiết kế kiểu cabin 2 tầng các bạn thấy không, có lồng cu để cho tài công lái các bạn. Sau những giờ đánh bắt ốc hương ngoài khơi giờ anh cũng về mà thăm xong rồi ảnh về bán xong rồi mới tiếp tục nữa bạn. Chiếc pha súc của Khánh Hòa bạn không là 9776151TX các bạn, cũng đang chạy tốc độ quằn người về cửa cảng các bạn, anh em cũng đang tranh thủ móc cái hầm lên các bạn thấy không, để xíu nó xuồng ra dắt xuồng ra để sang cá cho nó nhanh lẹ xíu bạn, xong rồi lấy đá lạnh lấy nước ngọt xong rồi một ít lương thực nữa là bắt đầu ảnh tiếp tục chuyến hành trình luôn bạn. Chỉ gần gặp ốc hương bạn thấy không nè, nhìn rất là đẹp không. Này ghe này là mới đi đi bỏ đó bạn, đi bỏ gặp ở ngoài biển các bạn, chiếc giả cào chiếc của Bình Thuận cũng về cửa cảng các bạn thấy không, ghe vào thấp nập luôn, thiết kế kiểu cabin của mà Bình Định các bạn. Nó cái pha súc thì đang ở ngoài cửa cảng bốc cá nữa các bạn thấy không, nhìn nó xa xa các bạn, trong phải gần các bạn, nói chung nó hơi mờ mờ xíu anh em cũng thông cảm rồi, nói chung cái khung giờ thì ghe quay nó không có sinh động cho mấy anh em cũng thông cảm. Đó, chiếc pha súc xíu xa xa đó các bạn, mình zoom cho các bạn xem nè, cố gắng cho các bạn xem cho nó phê một xíu bạn ơi, để các bạn cũng xem nhờ, ủng hộ cho mình luôn nha. Tay ghe chạy lắc lư các bạn, ý là hôm nay là bữa nay là sóng gió nó không thấy nữa các bạn thấy không, chạy tôi ghe chạy vô rất là êm luôn các bạn thấy không, không có một miếng lăn tăn ở ngoài cửa cảng, không có gọi như là phải đến là gió nha các bạn.
Đó, mình cũng chia sẻ với anh em những khung cảnh ghe ra vào cửa cảng để cho anh em mình xem luôn. Thì anh em mình về ăn uống cân cá xong rồi ăn uống nghỉ ngơi xong rồi có cầm điện thoại có xem được lướt xem được clip ủng hộ mình nha, và bình luận những gì mình còn thiếu sót cho mình khắc phục và sửa chữa luôn. Và đừng quên tặng mình một sub và chia sẻ nha, để cho kênh mình thịnh lan tỏa, một ngày một cộng lớn hơn. Mà chiếc lưới rút của Bình Thuận cũng về cửa cảng rồi các bạn. Anh em cũng đang hăng say về cái cảng rồi đó, nhìn phía xa các bạn xem nó rút lại đó. Ghe Pha Xúc Khánh Hòa cũng sắp sửa về tới cửa cảng các bạn. Chắc mấy ghe này không vô cửa cảng các bạn, đậu ở ngoài cửa cảng đại xuồng qua là sang cá thôi các bạn. Anh đa số là sang cá ở ngoài cửa cảng là nhiều hơn, vô cửa cảng nói chung là nó cũng hẹp các bạn. Nói chung thủy triều rút xuống thì nói chung ghe ra vào nó không có được thuận tiện cho mấy, nên mấy ảnh đa số là ở ngoài cửa cảng sang cá xong xuôi xuồng tải đá lạnh ra, bắt đầu là ảnh lên đá lạnh xong xuôi là nạp nước ngọt nữa là xong các bạn. Nếu mà ghe là thiếu lương thực thực phẩm nó thì lên xíu nữa là xong xuôi tiếp tục chuyến hành trình. Thì mình cũng chúc cho anh em là luôn luôn đi biển luôn sức khỏe dồi dào. Nói chung bây giờ là dấu hiệu dầu cũng đang có dấu hiệu hạ giá các bạn, nên anh em cũng đánh bắt cũng khá là mạnh các bạn ơi. Không biết dầu nó hạ giá được bao lâu đây, nói chung hạ giá cũng được mấy ngàn các bạn nè. Xuồng ăn tải đá lạnh nha cho những ghe đang đậu ngoài cửa cảng đó các bạn, thấy ghê không, khẩm tải luôn các bạn không, cái ghe là chạy ghê lắm các bạn. Là mấy cái sọt cái cơm đó các bạn, để trên cabin phía sau các bạn không, ở trong ghe đầy ghe là đầy là nước đá lạnh luôn đó các bạn, để tải cho những ghe Pha Xúc đang đậu ngoài cửa cảng các bạn. Chiếc Pha Xúc này cũng lần vô chỗ cái điểm để sang cá các bạn không, số hiệu là Khánh Hòa là 827. Sao hết đọc biển số luôn rồi, số hiệu luôn rồi, không xa lắm các bạn, mình zoom cho các bạn xem đó. Nó dùng nó gắt qua đất lại, anh em cũng thông cảm thấy không, giật qua giật lại cái quả chưởng luôn rồi. Mà ghê đẹp quá mình cũng cắt bỏ rồi để cho các bạn xem luôn. Nó khung cảnh mờ mờ bạn không, do buổi sáng các bạn. Ngày gặp Ốc Hương này cũng đánh xong xuôi rồi cũng về cửa cảng rồi các bạn thấy không. Mới gặp hư nó về đem về là giá rồi các bạn, để trên cabin phía sau rồi thấy không. Thiết kế kiểu cabin cũng như là cái cabin của Bình Định luôn các bạn, nó không có gồm gà như là mẫu của Bình Thuận. Thiết kế nó dài, cabin nó dài nữa các bạn. Chiếc ghe tải cũng của Bình Thuận cũng ra khơi nữa các bạn ơi. Nhưng chiếc giả cầu chiếc các bạn là sử dụng là chiếc tạo làm ngành nghề tạo tải các bạn, tải các bạn. Thì mình cũng chia sẻ với anh em những mẫu ghe cho anh em mình xem luôn. Ở trong ghe này cũng đi sáng sớm đó các bạn, tàu tải ghe tải mình đi cũng mấy ngày mới về lần cũng chừng các bạn. Anh cũng đang tải ra ngoài để tiếp tế cho những ghe ngoài khơi các bạn. Thì mình cũng cảm ơn anh em cô chú gần xa đã cùng đồng hành kênh Bình Thuận với em suốt thời gian qua luôn nha. Thì nhiều lúc anh em cô chú có nhu cầu sang nhượng hay là trao đổi ghe gì đó thì liên hệ mình làm tiếp để cho cô chú anh chị em có thể sang nhượng ghe nhanh gọn lẹ hơn. Thì những anh em nào còn thiếu ghe, anh em bằng thiếu bạn đi thì cũng có liên hệ với mình để mình giới thiệu cho anh em mình cùng đi để cho ghe có bạn đi nghe. Mình cũng chia sẻ với anh em đây thôi, thì cũng không có thời gian đi hỏi từng ghe đâu các bạn. Nói chung là anh em cũng thông cảm với mình cũng chia sẻ đây thôi. Cũng có nhiều anh em nhờ mình đi hỏi với ghe nhưng không có ai mình đi hỏi từng ghe được các bạn ơi. Nói chung khối lượng nhiều thời gian thì mình không có nữa, thì mình cũng tiện đây mình chia sẻ lên đây, mình nói lên đây để cho anh em mình có cô chú ghe cô chú xem được thì vô comment để cho mình giới thiệu anh em bạn bè cùng đi luôn. Tàu tải bạn phải chạy nhấp nhô ngoài cửa cảng bạn, nhiều lúc mà mấy ảnh ra cửa bệnh chạy rất là uy lực luôn, mới ghe này các bạn chạy phải nói là xé nước luôn, cắt đầu là ghê lắm. Thì lù chiếc lưới bao của Bình Thuận muốn về cửa cảng bạn, đang chạy tốc độ xé nước về cửa cảng bạn thấy không, ghe này cái mồi chắc trúng đậm hoặc chạy rất là uy lực về cửa cảng các bạn không. Số hiệu là Bình Thuận
95688TX, số quá đẹp các bạn ơi. Đó, mặt ghê cũng mở tương đối lớn các bạn thấy không, nhìn rất là phong độ luôn các bạn. Đó, nhìn rất là đẹp luôn, xịn sò không giỡn luôn các bạn. Con cái chỉ được chỉ chưa có sơn sớt lại tất cả đâu các bạn. Cái này chắc mới áo lớp keo các bạn, là mấy anh cũng đã gai khơi các bạn, chứ chưa có sơn kỳ hà đâu đâu. Đó, chạy tốc độ rất là khủng về cơ cản các bạn thấy không, tại công chạy rất là dữ luôn các bạn. Tốc độ phì phà về cửa cản luôn các bạn thấy không. Nhiều nơi là gọi ghe này là ghe lưới bao rút chì cũng được các bạn, tưởng như tùy theo anh em mình kêu thôi. Đó, đại ca cũng đang cuộc khoan chì được các bạn thấy không, lòn dây cuộc khoan chì được các bạn. Nó dạng men đổ rồi cũng xếp gọn gàng, lưới đồ đang xong xuôi chân các bạn thấy không. Thiết kế kiểu cabin 3 tầng các bạn thấy không, thay thiết kế cabin thấy nó dài ghê các bạn, nó không có gọn cho mấy các bạn, phải nó lùi phía sau biến, nó nhìn nhìn cái ghe nó rất là cứng cáp giờ vẫn chảy luôn các bạn. Rồi, nó quá ok luôn á. Thêm mình lắc tiếp một cái nữa là cái độ xịn sò này, với cái độ bền vững ghe là mình dám khẳng định không có nơi nào mà bằng đụng hàng với Bình Thuận được các bạn. Đang bạn thấy đơn sơ ghe sơn đơn sơ mà diện xong xuôi quét áo lớp keo thôi là xuất phát thôi, chứ không có lắp tiếp hay là sơn đầy đủ các bạn ơi. Thì nói chung là không chỉnh sò lại chỗ đó, nói chung là anh em cô chú ở đây cũng tiết kiệm một phần chi phí thôi, thì mình cũng chia sẻ với tất cả anh em cùng xem luôn. Em theo chiếc phà chiếc lưới bao của Bình Thuận đang tăng tốc chạy ghe mà. Hút nước phun phục các bạn thấy ghê không? Và nó chạy tốc độ rất là dữ về cửa cảng, sau những chuyến đánh bắt ngoài khơi của anh cũng đã cho những chuyến cập cảng đầy thắng lợi rồi. Hiện đầy khoang cá luôn các bạn ơi. Thì mình cũng cầu chúc cho anh em luôn luôn làm ăn phát tài phát đạt luôn nha. Nói chung là clip nào mình cũng luôn chúc anh em làm sức khỏe dồi dào, ăn phát tài phát đạt nha. Ghe đi chừng đầy ấp cá luôn. Rồi video mình này cũng cảm thấy kết thúc tại đây các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Bình Thuận Dấu Yêu nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.